thường buồn, thường trách người, thường không vừa lòng, không vừa ý người, hoặc buồn trách cha mẹ, đó là mang một trái tim nhỏ bé. Còn mang một cái tâm tha thứ cho người là mang một trái tim rộng lớn đó con à. Đó. Cái người tu mình là do họ hướng thiện nhiều quá, họ mong muốn người khác được vui nhiều quá. Giống như quý vị đi hỏi tất cả các danh hài đi, phải họ thường rèn luyện niềm vui không? Một là cái nhân duyên của họ vui vẻ, hai là họ muốn tạo ra một cái nghề này để lập nghiệp, nên họ phải suy nghĩ ra những cách làm sao giúp cho người khác vui. Nhưng họ đổi qua đồng tiền, nên về sau họ lớn tuổi chút thì họ hài hước không còn vui nữa, vì họ đã dùng qua khoản tiền. Còn bây giờ mình tu hành, mình có một trái tim rộng lớn, mình giúp cho bao nhiêu người vui khi nghe được bài giảng của mình, hoặc là bao nhiêu người nhìn mình mà thấy có niềm vui. Mà mình không đổi qua tiền bạc, dù có ai cúng dường mình cũng đem tiền bạc lo hết cho con người. Vì cả đời chúng ta càng tăng thêm duyên, càng tăng thêm phước. Mà duyên phước càng tăng lên thì tuổi càng già, duyên phước càng lớn. Còn thí dụ như danh hài là người ta xài quá tiền bạc hết trơn, nên duyên phước người ta giảm đi. Nên khi già đa phần danh hài không còn hài hay nữa. Nếu như danh hài này mà chỉ dùng tiền khoảng đủ thôi, đừng nên trèo cao, thì càng già duyên càng dày, vì phước duyên còn tụ. Đúng không? Đó. Này quan trọng lắm á. Rất là quan trọng luôn. Nên con người mà khôn khéo nhất á, khi mình quá thịnh về vật chất đừng cho nó thịnh nữa, hoặc là nó quá thịnh luôn đem xả, đem xả ra. Càng xả ra thì sau này nó sẽ kéo dài cái thịnh phước. Còn nếu như mà mình cho nó quá thịnh nhiều tiền mà mình không biết xả ra là họa tai lớn sẽ đến với mình. Người xưa hay lắm, tam tụ tam tán. Khi mà phạm lại mà dẫn Tây Thi đi thì ông làm nghề kinh doanh làm ăn, tự nhiên nói đến công đoạn này không biết đúng phạm lại với Tây Thi không. Nhưng mà câu chuyện là khi đi làm ăn thì một lần thịnh là một lần tán, một lần thịnh một lần tán, một lần thịnh một lần tán. Nên sau này mới có câu là tam tụ tam tán. Ông tán ra tụ lại, ông tán ra tụ lại, tán ra tụ lại. Nên rõ ràng trong nhà Phật nói câu càng bố thí càng nhiều, có người làm rõ ràng. Nên người kinh doanh làm ăn đúng ra không phải là thờ quan công, mà là thờ phạm lãi. Vì phạm lãi làm được cái việc tam tụ tam tán, khuyên người kinh doanh làm ăn nên biết bố thí cúng dường. Càng bố thí thì càng giàu. Đúng rồi. Nên mỗi một người chúng ta cái tâm tu phước mình phải lớn. Mà tu phước nó có nội tài, có ngoại tài. Thí dụ như ngoại tài đó là tiền bạc vật chất mình bố thí cúng dường. Nội tài là hành động của mình bố thí cúng dường. Thí dụ như tất cả chúng trong chùa mình, quý vị sống những ngày tháng vô cùng ý nghĩa. Tại vì sao? Vì làm những việc ý nghĩa trong mỗi ngày không à. Đó là nội tài bố thí. Rồi phục vụ bưng cơm, bưng nước cho người ta mà vui, nội tài bố thí. Mà nội tài bố thí nó còn thù thắng hơn là ngoại tài bố thí. Phải hiểu nguyên lý này. Nên tại sao có những người người ta nghe những đức giảng, tự nhiên người ta phát tâm đi vô chùa tu à? Vì người ta ngồi suy nghĩ lại những khoảng thời gian cuộc đời người ta bên ngoài, người ta đi làm lụng kiếm tiền, rồi cuối cùng dùng đồng tiền để son phân. Son phấn à. Vậy thì cuối cùng cũng được gì đâu. Rồi phấn, son phấn xong không? Son phấn xong thì chúng ta phải cần có người nhìn.
đúng không? Chứ bây giờ son phấn rồi mà không ai nhìn, son phấn làm chi, đúng không? Thì họ bình tĩnh, họ suy nghĩ lại, rồi cuối cùng họ phát tâm họ đi tu. Tại vì họ nhìn các cô mình, những cái đoạn nói chuyện, những đoạn phim mà quay lên, nhìn các cô sao nó tự tại quá không, tự tại quá. Rồi nhìn qua quý thầy thì thấy rực rỡ. Bây giờ quý vị thấy có ai ngoài đời mà bận đồ mũ đen như quý thầy không? Nhìn quý thầy bận đồ lại vì biết biết giàu có dư giả cỡ nào chứ. Nó mới nhìn cái tay thôi biết. Ngoài đời mà nhiêu giải thôi cũng may, cũng gần được cái áo với cái quần ngắn ngắn. Vì coi như nhiều cái điếp nó bạn có chút xíu, ở trên nó che khúc nữa. Cái tay áo với thầy chơi khúc dài thon. Ý nói là gì? Cái tâm rộng lớn, tâm rộng lớn nên tay áo bự thế chứ. Thấy không? Quý thầy quý vị thấy không? Ở trong một cái hậu, ở ngoài một cái ý, ở trong còn bộ đồ, ở trong được còn cái áo thun. Quý thầy quý thầy không? Có ai mà bận đồ mũ đen nhé quý thầy? Ví dụ như bây giờ đi chơi với nguyên nhóm bạn, mà ai mà mai bộ đồ như quý thầy mà bận vô chơi mắt kiến đen vô cái nữa, ai dám đụng, đúng không? Đụng mấy bạn nhét vô tay áo này mà chết. Nên từ nơi đó thì thấy tâm rộng lớn, bận đồ cũng nhiều. Còn nhiều người ngoài đời bây giờ tâm nhỏ bé quá nên bận đồ ở xịt. Thấy không? Cái tâm hẹp hòi nên bận đồ chút xíu thiếu giải. Nên quý thầy lúc nào đồ đạc cũng che phủ kín đó chứ. Nếu mà bây giờ còn thêm một cái nón ở trên chùm như Quách Thành Danh cái nữa thì nhìn quý thầy giống như kiếm khách. Không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái đặc biệt của câu đầu chúng ta nhắc là chúng ta đi tu rất may mắn. Mình gặp được một pháp tu mà mình lại đủ duyên tinh. Và mình gặp được một cái hội chúng mà nhân duyên hội tụ đặc biệt. Rồi mình gặp được hòa thượng xây chùa là một vị hòa thượng đủ nhân duyên xây chùa chiền và tinh tịnh độ. Rất là nhiều cái nhân duyên đặc biệt hội tụ. Quý vị biết rằng quý vị thấy hòa thượng ngài giúp những đứa rất là nhiều. Nếu suy nghĩ thật là kỹ, hòa thượng thu âm mấy cái điệu niệm Phật, nghe tiếng niệm của hòa thượng mà mình muốn giảng sanh. Bị công nhận không? Không nghe cái tiếng của những đức niệm á thì quý vị nghe giống như bị muốn sốc. Nhưng quý vị nghe cái tiếng niệm của hòa thượng mình cái là tự nhiên mình muốn buông cả chằng lao. Thì công nhận quý vị. Ý hòa thượng muốn nhắc quý vị, ông Đức cũng nói chuyện vui quá, tiếng niệm Phật ông cũng háo hức nên mấy bà già cứ sống hoài. Bây giờ hòa thượng ngày thu âm cái điệu niệm Phật, mỗi thờ mà tu xong bắt cái điệu niệm Phật hòa thượng cả ngày lẫn đêm, mà ngày niệm mà tự nhiên bên khu tăng mấy ngày nay những đức nghe, những đức buông xuống bao nhiêu cái chằng lao khổ não. Không mà nghe tiếng niệm Phật tội nghiệp quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe mà thâm trầm quý vị, giống như ngài muốn giảng sanh dữ lắm. Thì những đức nói rằng là hòa thượng ngài giúp những đức là cái gì quý vị biết không? Vậy suy nghĩ kỹ đi. Những đức cả ngày đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, đem câu Phật hiệu giới thiệu. Bây giờ hòa thượng là một vị
tu bao nhiêu chục năm, đọc bao nhiêu kinh giáo, hiểu biết bao nhiêu lời dạy của chư tổ sư. Bây giờ ngài thu âm cái điều niệm Phật để cho bên đệ tử tu. Và bật sau những buổi công phu xong, xuyên suốt, để nhắc tất cả chúng ta, nếu ai có góc độ sâu sắc, tôi nè, hiệu trưởng trường Phật học, học bao nhiêu kinh giáo, hiểu biết bao nhiêu lời dạy của chư tổ sư, đến khi tuổi về già chỉ có một câu Phật hiệu, phải không? Đó, đó là gì? Đó là muốn giúp cho đệ tử mình, người ta càng tin tưởng nó. Tại vì nó mới tu đây, nó tán thán danh hiệu Phật, nhiều người nói nó còn trẻ quá. Bây giờ tôi bao nhiêu chục năm, tôi lớn tuổi gì mà tôi thu âm cũng là một câu Phật hiệu đó. Dù là tôi biết muôn kinh vạn luận, Hòa Thượng khuyên dịch những quyển sách như Pháp Quyển Châu Long Truyện, bao nhiêu bộ sách, thì vì biết rằng là lịch sử kinh giáo Đức Hòa Thượng biết quá nhiều. Nhưng cuối cùng Hòa Thượng thu âm điệu niệm Phật để bắt xuyên suốt, ý muốn dạy tất cả chúng ta, quý vị cứ niệm Phật đi. Cả đời của tôi học kinh giáo, lời dạy tổ sư, cuối cùng là câu Phật hiệu, phải không? Nhận thức được sâu sắc thì quá tuyệt vời. Thầy trò kẻ sướng người đàn, người đàn kẻ sướng, để giúp chúng sanh, quá tuyệt vời. Nên chúng ta được nhân duyên tuyệt vời như vậy, ở một ngôi chùa có một vị đại lão hòa thượng bậc ăn sư để giúp chúng ta, quá đặc biệt ấy. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình, quý vị phải nhớ là đối với pháp môn tịnh độ này, mình phải chân thật quý, quý kính. Và mình đi tu, mình có được phương hướng rất là rõ ràng, phương hướng vô cùng rõ ràng, thấy không? Nên mình mới vui nè. Chứ nếu như bây giờ mình gặp Phật Pháp mà mình đang còn lang thang, mình như lục bình trôi sông, nay chỗ này mai chỗ nọ, không có định hướng rõ ràng. Mà người xưa nói an cư thì mới lập nghiệp. Nên như Đức khuyên tất cả hàng Phật tử, vì nhìn cái hội chúng người ta đi, đông người như vậy mà ai sống trong đây cũng vui, cũng bình an, là vì sao? Vì họ có một phương hướng tu rõ ràng, không cần phải nghi ngờ gì hết. Từ chư Phật giới thiệu, chư Tổ giới thiệu, bậc cao tăng giới thiệu, từ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Hải Hiền. Việt Nam chúng ta có Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, hiện tại còn tại thế, Hòa Thượng chúng ta 82 tuổi, Hòa Thượng Thích Minh Thông Tuyên Lực Sư, đều tán thán tịnh độ. Toàn là những vị tôn túc trong Phật môn mà tán thán tịnh độ. Chúng ta tu tịnh độ khỏi cần phải lo, đúng không? Khỏi cần lo, cứ chân thật, duy trì lòng tin kiên cố. Chùa chúng ta ai cũng vui là vì sao? Vì ngay chỗ có phương pháp tu rõ ràng. Nên những người trẻ tuổi này mình nghe được rồi, mình thấy bình an lắm. Chùa mỗi ngày niệm Phật, nuôi các cụ già, cuộc sống trong ngôi tam bảo ổn định, mỗi ngày có gạo nấu, mỗi ngày có tiền xài lấy rai, lâu lâu muốn ăn bánh xèo chỉ bánh xèo, lâu lâu muốn ăn bánh hỏi thì làm bánh hỏi, lâu lâu muốn ăn là hủ luộc chấm muối tiêu thì hủ luộc chấm muối tiêu. Nó người trong chùa ăn chay không đó, mà từ những đức hay mấy anh em ai cũng thấy sáng sủa với sư cô, rồi các cô, các cụ, các bé nhỏ vô trong vòng tuần là thấy cũng lên ký mập. Mấy bà già phía sau ngồi xe tăng, xe lăn, ngồi xe lăn mà nó lộn nó xe tăng. Đi coi. Mà thấy ai cũng thấy bình an, cũng vui chứ. Nếu như quý vị sống trong đây mà quý vị không có bình an, những đứa không hiểu là quý vị sao luôn. Là do tại sao? Do quý vị không vừa lòng, không vừa ý. Hãy vừa lòng những gì chúng ta đang có đi. Đừng bao giờ nhìn những cái mà người ta có mà nghĩ mình không được. Hãy chấp nhận những gì chúng ta đang được đi. Phước duyên chúng ta như thế nào, nhận được gì,
Chỉ cần chúng ta được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, sống mỗi ngày bình yên niệm Phật, có phương hướng giải thoát là mình đã quá mừng rồi. Vậy thì người vô đây dù thiếu năng lượng cỡ nào đi chăng nữa cũng tích tụ năng lượng mau. Tại vì trong đây nhiều người ta có năng lượng, giống như mỗi người đều có ngọn đèn sáng. Dù đèn mình có lu một chút thì mình ở trong nhiều người có đèn sáng thì mình cũng được che chở ánh sáng chứ. Nên từ nơi đó mà những đức nói với hàng Phật tử, với tất cả người trong chùa, là mình gặp tịnh độ là mình gặp pháp giải thoát rồi. Đời mình mừng lắm. Chỉ cần ở chùa thì lo tu ở chùa, ở nhà lo tu ở nhà, niệm Phật lễ Phật siêng năng, rồi mỗi ngày nghe pháp động viên, nhìn thấu, buông xuống những thứ trong cuộc đời. Buông cái gì? Phiền não, giận, hờn, không vừa lòng, không vừa ý, trách móc, trách mà còn móc, vì sống gì ác quá. Vì nghĩ đi, vì trách người ta rồi vì còn móc, phải quá ác không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, quý vị lấy tay, quý vị khiều móc nó đau thấy một. Nên từ nơi đó đừng có chơi ác kiểu đó. Nên từ xưa tới giờ cái danh từ trách móc là cái danh từ xấu, trách còn móc. Nên mình là người tu hành, nhìn thấu buông xuống cái gì? Buông xuống trách móc, buông xuống giận, buông xuống hờn, buông xuống cái tâm đố kỵ. Vậy nhớ nè, con người thường sân hận là bởi vì đang thiêu đốt cái quả địa cầu này nóng bức. Mà mình đang ở trong quả địa cầu mà mình nóng giận là thiêu đốt quả địa cầu nóng bức. Vì để ý cái bà cụ nào già mà nóng tính đi là tự nhiên tướng tá mặt mày nó biến dạng à. Nó không có được ngon lành như mấy bà già mà hiền, mà vui. Nó thí dụ như mình ngồi gần bà già mà quá sân hận đi, mình phải có một cục nước đá. Hiểu chưa? Những đứa hỏi vì bị đang nóng mà bị có nước ly nước đá uống ngon không? Đúng không? Thì người ta ngồi kế bên ta đốt lửa. Thời tiết này nó nóng rồi mà còn chơi đốt lửa nữa, ai chịu nổi. Nên từ nơi đó mà mình biết ngày nay mình sẽ ngồi gần cái bà này nóng tích, thôi chuẩn bị một ca nước đá cầm theo. Bà vừa sân hận mình uống ly nước đá liền. Hiểu không? Đó, ý muốn nói là gì? Mình không có dạy gì mình đi sân hận theo. Hiểu không? Một người sân hận thôi cũng thiêu đốt cái quả địa cầu này nóng bức. Mình sân hận làm gì? Nên nóng bức là dội quả, làm cho bầu không khí nóng. Nóng nực quá trời, bây giờ còn nóng thêm nữa làm chi? Nên như đức mong toàn thể đại chúng chùa mình, hàng Phật tử khắp nơi nơi, đừng có làm hại quả địa cầu này thêm nữa. Nó nóng quá trời. Thấy chưa? Đó. Còn cái tâm tham, tham là nước. Vì thấy thèm ăn chảy nước miếng không? Đó. Nên từ nơi đó lòng tham sanh ra nước. Nên nước trào dâng ngập lúa rồi ngập đồng rồi bể đê đủ chuyện, thấy không? Lòng tham mà ra bất bình động đất, nghe thấy không? Toàn thế giới động đất quá trời, thấy chưa? Phố thị rồi gì đất động lên sụp nhà cửa chứ, là tâm bất bình ngu si gió bão, thấy không? Giống như đức ví dụ cái cây gì tự nhiên gió bão, thấy chưa? Làm cái cây quặt qua quặt lại nên gọi là ngu si. Cái cây nó đang ngon lành sống để quặt nó làm chi? Để te tua tả tơi, gọi là ngu si. Ngu si tạo ra gió bão. Nên nóng bức nè, bão lũ nè, thấy không? Rồi động đất nè, giông gió nè, đều là do con người sanh ra. Nên chúng ta là người nghe đạo rồi dùng câu Phật hiệu đi chế ngự. Câu Phật hiệu A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, chế ngự những cái thứ ác kia.
Nên người mà thường niệm Phật là người thường vui dữ lắm. Tăng niệm Phật thì vui theo tăng, còn ni niệm Phật thì vui theo ni, mà cư sĩ niệm Phật thì vui theo cư sĩ, già niệm Phật thì vui theo già, con nít niệm Phật thì vui theo con nít. Chỉ cần người này thường nhớ Phật là thường vui à, chắc chắn luôn. Quý vị hỏi vì sao thầy thường vui? Vì tôi thường niệm Phật. Chữ Phật là gì? Chữ giác. Niệm cái giác ngộ là quan trọng. Những cái không vừa lòng không vừa ý, xả nó ra càng mau càng tốt, để nó càng lâu chúng độc càng sâu. Nên đừng có để độc trong người lâu quá, không có tốt cho cơ thể. Nên quý vị ở đây giải độc nhiều lắm rồi, nên mặt mày nó sáng sủa, giống như cô Nhật cứ phát tâm từ bi, cứ lo cho mấy trăm đứa nít. Mới mùa hè đây mà thấy bà lùng lại một chút nữa. Qua mùa hè đi mua cho bà đâu guốc cao cho bà má. Nên mấy đứa nhỏ thôi cũng tội nghiệp với cô Nhật các con. Bà lùng quá. Cái hởm bà được đâu 41 kg. Từ mùa hè tới nay bà còn có 38 kg gử. Như Đức nói cô cố gắng. Qua mùa hè thì bà còn 36 thôi. Rồi mùa hè xong á, rồi lúc đó những Đức mua sữa anh xu cho bà uống, sữa voi rồi uống vô. Thấy không? Nên từ nơi đó mà phải có tâm, mà làm việc gì phải nhìn ra cái ý nghĩa của nó. Thấy không? Nên từ nơi đó mà người trong chùa mình ngày nào cũng được cởi mở tâm tư, thì ngày nào cũng được cởi mở tâm tư thì con người nó vui chứ thì sao. Ví dụ như mình là cư sĩ á, ở nhà mình có công việc làm ăn đàng hoàng. Quý vị biết cái hạnh phúc lớn nhất của người sống trong cuộc đời là gì biết không? Dù mình nghèo hay giàu gì nhưng mà đừng có thiếu nợ là hạnh phúc lắm. Như Đức khuyên tất cả hàng Phật tử, khi không thiếu nợ nó bình an lắm. Có nhiều ăn nhiều. Đừng có cầu cao xa mà đi thiếu nợ người ta. Thà mình sống chung chung mà mình không thiếu nợ, không có thiếu nợ đỡ lo dữ lắm. Nhà mình mà thiếu nợ mình biết mình lo hoài vậy đó. Nên hàng Phật tử, mình sống vừa vừa thôi, chung chung thôi, đừng có thiếu nợ. Đừng có muốn sự nghiệp lớn mà đi mượn nợ đầu này mượn nợ đầu kia làm chi. Cứ sống bình thường đừng có thiếu nợ là đặc biệt nhất à. Đó. Nên trong chùa này ai cũng vui chứ. Vì sao? Vì ngày nào mình sống bình thường đơn giản vậy thấy không. Bây giờ các cụ đại chúng ngồi nói chuyện một chút, nói chuyện một chút thưởng cho ổ bánh mì. Sống tình cảm ghê. Dụ như ngoài đời ca sĩ đồ hát mà một cái la xô biết nhiêu tiền mà nói. Này nó ngồi nói chuyện cả tiếng hồ, nguyên la xô có mình một. Mướn danh hài lên diễn một đoạn chừng 10-15 phút. Đúng không? Thì cũng trả tiền nó nhiều lắm. Còn cái này lên nói chuyện cho cười xong cầu tặng bánh mì. Thấy người tu không? Tu đặc biệt ghê. Nói chuyện xong còn tặng bánh mì, thêm hộp sữa phiến mãi. Sữa chuẩn 30, không chắc bảo quản, không màu tổng hợp, không chắc tạo ngọt tổng hợp, uống vào khỏe. Thấy chưa? Cụ thấy trước nhất là không, nói chuyện xong là được ổ bánh mì với hộp sữa. Bởi vì ngồi đau chân cỡ nào cũng suy nghĩ bánh mì với sữa. Không, quý vị thấy một đại gia đình không, người trong chùa không, đại gia đình. Nó mấy anh em quay từng gương mặt đi, để cho Phật tử người ta ngưỡng mộ chứ. Nhìn cái là tự nhiên ta muốn tu.
Cái cô đó cô nói, khi con coi những buổi giảng của thầy và nhìn chúng trong chùa, tự nhiên con muốn bỏ chồng. Nó thôi thôi thôi, thôi. Bậy quá. Bình nên đem cái pháp tu và áp dụng trong gia đình của bà. Chứ bây giờ mà bà nghe mà bỏ chồng cho tôi, chắc mai mốt chứ bị bấy báo. Chồng ta dược, hiểu không? Đó. Rồi bị nhìn quá, bị thấy mấy ông thầy không? Tướng tá gì đâu mà ngồi quay phong lẫm liệt. Mà Nhuận Ngôn là tướng quay phong nhất nha. Ngồi chành bành. Ý nói tôi bự. Bự con á. Không mà người đàn ông ngồi á, nó phải quay phong lẫm liệt chút. Chứ mấy cô đừng có nhìn gì mà ngồi theo kiểu đó. Mấy nhỏ gái nhớ nghe con, đàn ông thì ngồi chàng hãng chê hê coi cũng được, nhưng mà đàn bà phụ nữ mà ngồi chàng hãng chê hê nó vô duyên lắm. Đúng không? Mình gái mà nội, mà cái chuyện mà mình ngồi chồm hổm người đi qua cái đi lại thấy kỳ, đúng không? Ví dụ như cái con gái mà đi lỡ chỗ đám giỗ, đám cưới hay làm gì đó, hay bầm xả, bầm tỏi gì đó, mà ngồi chồm hổm mùa nước lũ, nó thấy kỳ đúng không? Nó thấy kỳ liền à. Ví dụ mình là con gái ngoài đời đi nội, mà mình bận cái áo thun thôi, mà mình nói chuyện nghe mình khòm xuống thôi, mình cũng cẩn thận. Nhiều người phụ nữ người ta thấy tót ra vẻ đẹp, tự nhiên giống như người ta khòm xuống, người ta lấy tay người ta vịn lên liền. Chứ còn nhiều bà thì không biết, nó mà gặp mấy ông dê sờm đứng nhìn chăn chăn, thấy không? Nên mấy nhỏ gái nghe thấy không, nghe gì mình cũng biết cái ngồi, cái đứng, cái đi của mình nó cũng được một chút à. Cái con ngồi nghe ra nói chuyện của nay thấy nắm được một câu liền đó. Nên quay qua ông Nhuận Ngôn mà cũng có một bài pháp. Nên từ nơi đó cái người tu á, phước tướng họ phát triển do cái tâm họ an lạc. Cái tâm mình an á, ví dụ như cái tâm mình mà không an, mình ngồi đây mình nghe pháp nghe cũng được. Tại sao mình ngồi mình nghe mà mình nghĩ cái gì đâu bên ngoài á, nghe đâu có được đâu. Còn bây giờ cái tâm mình an, nó trụ một chỗ được nên mới ngồi nghe được. Đó. Ví dụ như tất cả các cô như cô Nhật, Liên Tuệ đồ, lo cho các cháu với con bé kia, mình làm sao mình mở cái tâm lượng mình ra. Cái người tu hành tâm lượng càng lớn, phước báo càng lớn. Còn tâm lượng nhỏ thì sanh bao nhiêu phiền não à. Cái tâm lượng á, nhớ, không có bất cứ một cái chuyện gì trong cuộc đời này mà mình làm không được. Chỉ cần mình niệm niệm gì người mình hết lòng là mình làm được à. Chỉ cần có cái tâm đó là mình làm được. Còn cái gì mình cũng sợ tổn mình thì mình không có làm được cái gì đâu. Cái gì cũng lo sợ tổn mình không sao làm được. Đó. Thí dụ như mà lâu lâu đi, Như Đức ngồi với mấy cô mình đi. Bữa đó coi cái tập phim với mấy cô vui vui. Mà coi thấy toàn là tàu lao không. Vậy mà từ đầu tới cuối Như Đức cũng ngồi với mấy cô luôn. Xong á, Như Đức mới nói mấy cô mà Như Đức nói nè. Mấy cô thấy không? Người tu hành mình có gì cũng nhìn ra. Tàu lao nó có cái tốt của tàu lao. Nếu là người tu hành có nhận thức. Vì có những người tự nhiên người ta thích tàu lao thì người ta lại ngồi. Mà mình không ngồi chung với họ thì sao độ họ. Mình nói mình tu an lạc mà mình ở trong cái tàu lao mà mình không an lạc, vậy thì mình không độ được họ. Mà mình ở trong cái tàu lao mà mình vẫn an lạc thì họ thấy khôi phục. Cái ông này ông cao mà ông ngồi với mình bình thường vậy, công nhận nể ông này thiệt đó nghe, mới độ được người ta. Còn nếu như lúc nào mình cũng nghĩ cái gì cũng phải đặc biệt, mình là phải vị trí đặc biệt không à, có khi người ta dối không có tới với mình. Nên mình là người tu hành, địa vị càng cao thì con người mình phải càng hạ thấp. Nhưng Đức thấy cái đó nó rất hay. Mà cái hạ thấp là cái gần gũi với người. Nhưng Đức thấy những Đức với các cháu nhỏ cũng gần gũi. Mình thấy tự nhiên cuộc đời mình sống những ngày tháng vui quá trời luôn. Tại sao mình không sống những ngày tháng bình yên, những ngày tháng vui? Mình sống những ngày tháng nặng nề làm gì vậy? Nó nên con người sống đơn giản vẫn là thấy vui. Đừng có cho mình cao xa gì chứ. Đó. Cái đơn giản là cái độ người á.
đơn giản là độ người. Nên mỗi lần mà nói chuyện các cụ là những đức nghĩ mua gì cho các cụ ăn, mà những đức thấy cái ổ bánh mì nó ngon á cụ, ngộ ghê á, ngon mà mềm, cụ dễ ăn, mà kem thì buổi tối cụ ăn lạnh, thấy mua ổ bánh mì thêm hộp sữa nữa, nha, đó, rồi mai chiên bánh xèo để chúng ăn. À. Đây là một bài học mà những đức khuyên tất cả gia đình. Cái hạnh phúc của gia đình mình là đang độ bao nhiêu ngôi nhà khác. Bây giờ vì về đây thấy đây nó bình an, vì thấy mình thích ở liền, thấy chưa? Còn nếu mà vô đây mà thấy đây quýnh lộn, than thở. Bây giờ Phật tử mấy đứa nít nó vô chùa, ngày nào những đức lên những đức nói chuyện, những đức cũng nói ơi hết gạo rồi. Với ai ở đây? Rồi trong đây những đức với những ngôn ngày nào cũng đè nhau quýnh lộn. Thấy trời trời, hai ông thầy mà ông thầy cao quýnh ông thầy lùng quá trời. Hiểu không? Rồi anh em thì ấu đả, mấy cô thì chửi mắng nhau. Vậy ai ở đây? Nên cái căn nhà của mình mà vợ chồng cự lộn cự lạo, con cái bất hòa là gia đình mình mặn ăn ngóc đầu lớn nổi. Dù cho nó đang thịnh gia đình nhưng gia đình này đang si. Vì người ta thấy, người ta đến người nhìn gia đình này là người ta lắc đầu. Lắc đầu. Nên ta đến ta thấy cái gia đình hạnh phúc nó mới thịnh. Bây giờ vô đây thấy anh em trong chùa thấy than mặt không? Có bao giờ mà mấy anh em mà xuất gia mà ấu đả nhau quýnh lộn đâu những không? Không có. Nói rồi mấy cô có bao giờ mà cái chuyện mà quýnh lộn nhau đồ đó? Nó. Nên từ nơi đó mà quýnh đi quýnh chúng với đồ quýnh lộn. Thấy không? Cái câu người thế gian á, họ nói lên mà khi họ không hiểu quýnh lộn là gì, là sai á, chứ lộn là sai. Ý nói là người mà quýnh lộn là người sai, thấy chưa? Nó nhắc đừng có quýnh lộn, quýnh sai đó, quýnh nhau là sai, thấy không? Nó gọi là quýnh lộn, chứ quýnh thì chúng chứ sao lộn. Hiểu không? Nó quýnh thì quýnh chúng, nhắm mục tiêu vào quýnh cho chúng, quýnh lộn kỳ cục ghê, thấy không? Nó ví dụ như ngoài đời người ta kêu đám cưới, sao ngồi sao đám cưới, sao không kêu đám cười, thấy không? Chữ cưới nó gần chữ cười, đám nó vui nên gọi là đám cưới. Thế gian có nhiều câu ngộ lắm. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình sống trong cái cuộc đời này không có hạnh phúc gì bằng cái bình an. À, bình an là hạnh phúc nhất. Bình an là hạnh phúc nhất. Hồi lúc Như Đức còn nhỏ mà thấy ngày nào mà ba mẹ Như Đức thuận ngồi ăn cơm chung buổi cơm, mình ăn xong là mình chạy ra sau hè mình giỡn, mình vui. Nó thấy nó an, thấy chưa? Mấy vị thấy chùa mình ngày nào cũng an không? Bây giờ các cô đi tu xong về, thay đồ một cái, ngồi chơi, uống ly bột sắn. Xong mấy cô vô phòng, mấy cô nằm, mấy cô thấy an không? An quá chèn luôn. Nên ngủ ngon vô cùng, đúng không? Đó. Đa phần người trong chùa mình ai cũng ngủ ngon nha. Không có nghe ai nói bệnh mà họ mắc ngủ. Nó không được ngủ thôi, chứ không có mắc ngủ. Mà ngoài đời thì nhiều người ta mắc ngủ lắm nghe. Tại vì người ta lo quá nên người ta mắc ngủ. Cứ lo tùm lum tùm la, lo tứ tung lang tang, lo dữ lắm nên mắc ngủ. Còn mình đây mình an tâm quá, mình nằm xuống mình ngáy khò khò hơn. Con lần nhà Đức qua phòng thấy mấy cô mình nằm ngủ. Ngủ gì đâu mà tự tại cũng hơn gì. Thấy nữ mà nó nằm nó ngủ luôn. Quá tự tại luôn. Giống như buông xuống sạch tứ đại dây không. Không còn gì búng víu. Thấy không?
Tại vì sao? Vì nó an quá. Ngủ chùa mình đa phần gọi là không được ngủ, chứ không có ai mà mất ngủ chứ. Mà nhiều người ngoài đời vô đây thì họ gặp như đứa con nói là bị mất ngủ. Vì đứa nói tờ sao mấy người thiếu thốn quá, người ta ở đây người ta không được ngủ nè. Buông ra là được ngủ à, buông ra là ngủ. Có khi mà tụng kinh niệm Phật ầm ầm vậy đó mà cũng ngủ. À, ngồi nói chuyện đông y y vậy đó mà ngồi vậy đó mà cũng ngáp. Thấy không? Thấy không, người ta gì đâu mà người ta tự tại, ngồi đâu cũng ngủ được. Có nhiều cô mà, nhiều thầy, nhiều chú mà đang ăn cơm ngủ luôn. Mình ngoài đời mà mình ngủ nó ăn hết trơn cơm. Trong chùa quá tự tại, ngủ xong mở mắt ra ăn tiếp tục cũng được. Nên cái bình an nó quan trọng vô cùng. Nên những đức khuyên tất cả những người trong cuộc đời này mà bị mắc ngủ, quý vị vô đây đi, rồi quý vị sẽ ngủ cho mà thấy. Làm gì mà mắc ngủ chàng, vô đây đi, tôi bắt mở mắt. Tại vì không có ngủ thì bắt mở mắt, mở một chút nó mỏi thấy mồ thì ngủ chứ sao. Nên tất cả những người bị mắc ngủ đừng có nên cố gắng nhắm mắt ngủ, mà nên mở mắt ra. Nè, mở gì nè, rồi niệm Phật. Bảo đảm quý vị một tiếng đồng hồ con mắt quý vị cứ ngắt sụp mi liền. Mà lúc nó sụp mi xuống vì đừng cho nó ngủ, tại chưa đến đô. Mở ảnh ra, bởi vì nhớ nghe, khi mà mình buồn ngủ quá mà không cho mình ngủ là con mắt mình nó mở luôn cái miệng. Khi mà mình buồn ngủ quá mà nó không cho mình ngủ là con mắt mở cái miệng luôn á. Ừ. Còn ban đầu mà mới buồn ngủ thôi thì mới có gì à. Nhưng mà khi mà buồn ngủ quá mà không cho ngủ luôn là bắt đầu gì nè. Ghê không? Nó căng luôn cái miệng của mình. Thì từ từ rồi bị an cái thần kinh lại. Cái người mà ngủ không được là do thần kinh căng thẳng. Thần kinh bị loạn nặng quá. Nên phải trụ tâm một điểm nào, đừng có lo nhiều thứ nữa, mà trụ tâm ngay câu Phật hiệu để nó an thần kinh lại. Và dùng phương pháp lễ Phật để mà tưới mát cái bộ não mình lại. Rồi bộ não cái nó mát rồi, dây thần kinh nó thoải mái rồi, lúc đó ngủ giấc ngủ sâu. Nên con người mình khi an tâm giấc ngủ mình rất là sâu. Mà con người lo trước lo sau, lo được lo mắt. Mà con người ngủ không được cũng là con người thiếu phước á. Ngủ không được là đang phước si á. Vì lo nên phước si, nó kế đó là ngủ không được. Còn có người ta ăn được ngủ được là có phước. Có những người ăn được ngủ được mà cũng không có phước nữa. Vì sao? Vì không có ăn và không được ngủ sao có phước. Thật sự mà nói, có những người ta ăn được ngủ được mà ta không có ăn, không có đồ ăn để ăn, mà muốn ngủ mà không cho ngủ thì đó là thiếu phước. Còn mình là có ăn rồi có ngủ thì coi trưa nào cũng ngủ được tiếng mấy. Có trưa nào mà chùa mình không được ngủ không? Rồi tối nào cũng ngủ ngon lành, thấy không? Rồi chùa mình đúng rõ ràng, ăn được ngủ được nên chùa mình có phước, phải không? Nó phân tích rõ ràng cho quý vị nghe đó. Nên những đức nói với chúng chùa mình, quý vị là người hạnh phúc lắm. Trong cái cuộc đời này quý vị là những người vô cùng hạnh phúc. Được chưa? À, nên tại sao mà chùa mình ta vô đây là tự nhiên người ta càng ngày người ta càng trẻ ra. Hạnh phúc, hạnh phúc thì nó mới trẻ. Chứ cái người mà không được hạnh phúc sao trẻ. Thí dụ như mình hạnh phúc đi là mình sẽ sung sướng lắm, phải không? Vì coi những người hạnh phúc ngoài đời đi, hạnh phúc quá. Cái người mà hạnh phúc đi, người ta đi, ví dụ như người ta ở trong một gia đình đầy đủ hết, ta hạnh phúc đi, sáng ta thức dậy đi, nói mà người ta cầm cái khăn thôi, người ta lau mặt thôi, người ta cũng thấy hạnh phúc nữa. Ta lau mặt, ta hạnh phúc. Người mà hạnh phúc, lau mặt cũng hạnh phúc nữa. Đó. Hạnh phúc lắm. Còn cái người mà không được hạnh phúc, lau mặt cũng biết không hạnh phúc. Cho quý vị biết đó.
Các vị thấy không? Không có hạnh phúc. Còn cái người mà hạnh phúc là họ dịu cái tâm liền. Khi họ hạnh phúc là họ dịu cái tâm lắm. Hoặc là họ hạnh phúc mà họ lau mồ hôi, mình thấy họ cũng hạnh phúc nữa. Thấy không? Người hạnh phúc lau mồ hôi cũng biết hạnh phúc nữa chứ đó. Rồi tự nhiên cái sáng thức dậy, cái tự nhiên họ lau nhà, họ dọn dẹp nhà, họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Họ mở cái cửa sổ nhà ra, tự nhiên nắng ban mai gọi vào, tự nhiên họ cảm giác họ như là một con bướm tung tăng. Một cái người phụ nữ mà ở nhà đó là một người phụ nữ rất đẹp à, họ tung tăng, họ tung tăng giống như khi là giống như họ nhẹ nhàng vậy lắm, vậy hiểu không? Đó đó đó, đang hạnh phúc đó. Mà cái người như vậy là họ sẽ trẻ, họ sẽ đẹp. Nó, mà cái người mà không được hạnh phúc là họ lao nhà vì cũng biết không hạnh phúc, bằng một cách vội vã, cách nặng nề lao mà cái mặt gì nè. Hạnh phúc không? Cái mặt này sao hạnh phúc? Cái mặt hạnh phúc là cái mặt thì sao? Lao nhà mà còn hơn là waiter. Đúng không? Đó. Nên quý vị phải ngồi ở đây nè. Mà máy quay phim mà quay bị đẹp là do cái mặt nó bị hạnh phúc. Khi mà máy quay phim mà quay đến mình, cái mặt mình hạnh phúc. À, mặt hạnh phúc. Còn nếu máy quay phim mà quay đến mình mà phim nó bị cắt không? Nên các cháu nhớ nha, máy quay phim mà quay đến các con cái là cái mặt hạnh phúc. Thấy chưa? Đó, mặt hạnh phúc. Đó, vậy thì phim này người ta lấy à. Đó. Nên á, quay đại chúng mình thấy không, ai cũng tươi rói à. Tại vì sao? Vì cái năng lượng của mình nó đầy quá, năng lượng quá đầy đủ. Nên nhớ, vì sao người tu hành thường vui? Vì có một pháp tu chuẩn nên vui, chắc chắn luôn. Vì sao người đời hạnh phúc? Vì có công việc làm ăn đàng hoàng rõ ràng, gia đình được tiếp nhận giáo dục, cuộc sống gia đình ổn định, không thiếu nợ ai, thì người thế gian này vẫn là hạnh phúc. Chắc chắn luôn, quý vị công nhận không? Đó. Chùa này vì sao vui? Vì đa phần người trong chùa này đã bình an với pháp tu. Và người trong chùa này đã có một cái pháp tu và có phương hướng rõ ràng để cầu sanh cực lạc. Mục tiêu sống là vui, ra đi về cực lạc. Thì thấy hạnh phúc chưa? Quá hạnh phúc. Rõ ràng không? Không còn lo nghĩ gì hết trơn á. Không còn lo nghĩ gì. Cái người mà tu không có phương pháp rõ ràng, quý vị biết gương mặt họ sao không? Là vì họ không có pháp tu rõ ràng. Thí dụ như người mà có một pháp tu thì giống có một con đường vậy đó, hay không? Thí dụ như mình bây giờ mình đang mù mờ, mình đang đứng giữa một phương hướng nào đó mà không có lối thoát thì quý vị sao? Sao rồi? Hả? Tôi đi về đâu đây? Tôi đang lạc lối rồi. Ôi vừa một khu rừng mênh mông, tôi đi về đâu đây? Thấy không? Tự nhiên có người nói: anh, con đường này sẽ đi ra khỏi con khu rừng này nè anh, đi thẳng con đường này. Phải không anh? Phải con đường này hay không? Tôi cảm ơn anh nhiều nghe. 1, 2, 3, giọt. Đúng không? Có con đường. Nên người có một con đường tu thì người này sẽ sững người, và tự nhiên người này sẽ an lạc vô cùng và không nặng nề hết. Mục tiêu tiến, đúng không? Người đang đứng giữa ngã ba ngã tư, tu nhưng ngã ba ngã tư không có phương hướng thì sao? Phải không? Vì ngã ba ngã tư không có con đường, không có phương hướng. Còn mình là có một mục tiêu. Mục tiêu thì mình cứ như vậy mà mục tiêu mình đi. Nên cái hạnh phúc của mình tu hành là gì? Vì có một phương hướng rõ ràng. Phải không? Đó. Nên tất cả hàng Phật tử phải cảm thấy chân quý cái nhân duyên mà chúng ta có một phương hướng rõ ràng. Pháp môn tịnh độ.
hãy siêng niệm Phật đi. Tất cả người trong chùa này đều là từ niệm Phật mà vui đó, từ niệm Phật mà an lạc đó. Nhiều bà bốn mấy 50 tuổi mà quý vị đón không ra à, tại vì sao? Tại vì họ an lạc, thấy không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Nên mình thường cười là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, hiểu không? Nhớ cái câu này, nghe cái câu quen nhưng nên nhắc hoài. Cười là viên thuốc để trị bệnh buồn, buồn là viên thuốc để trị bệnh cười. Quý vị dùng thuốc nào? Cười. Vì cười đi, quý vị dùng viên thuốc cười trị bệnh buồn. Nên con người ta không có bế tắc đâu quý vị. Dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, đừng nên cho rằng mình không có lối thoát. Khi vừa nghĩ mình không có lối thoát thì thật sự mình đang bị bế tắc. Trong cuộc đời con người chúng ta đều có lối thoát, đều có lối thoát. Mỗi người chúng ta ai cũng chết thì làm gì không thoát. Có ai mà sống mãi không mà không có lối thoát. Nên tất cả những người sống trong cuộc đời này, dù bệnh đau ung thư, bệnh sida, bệnh gì đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ cho rằng mình bị bế tắc. Hãy sống một ngày trồng sen một ngày. Đó. Sen là vui vẻ, hiểu chưa? Hãy sống một ngày, sống vui một ngày. Có con bé này nó đang buồn, cực kỳ buồn luôn. Cuộc đời nó gặp sự cố trong cuộc đời nó buồn. Nó nói là từ nhỏ tới lớn đời nó thê thảm, thê lương, sống đau khổ. Nhà Đức nói bây giờ con sống đau khổ con được gì? Dạ thưa thầy, con không được gì cả, nhưng con phải khổ. Nó mày khôn cái ghê, nó không được gì hết mà mày còn khổ làm chi? Nó hỏi lại như vậy, con phải làm sao thầy? Tại sao con sống những ngày tháng vui? Con còn gì nữa mà vui hả thầy? Nói, sống còn cái mạng, còn cái mạng rõ ràng. Chứ bây giờ mất tất cả là cái gì? Còn cái mạng mà. Còn cái mạng là còn có niềm vui. Nhớ chưa? Nhớ. Có niềm vui thì có mai sau tốt đẹp. Còn hiện tại nó tôi mất sạch rồi. Bây giờ đang giàu gì sạc nghiệp luôn rồi. Bây giờ tiêu hết rồi. Bây giờ trở lại từ đầu. Không có cái khởi đầu làm sao cái có cái tương lai. Cái gì cũng bắt nguồn từ khởi đầu mới đi đến thành công. Nên mỗi một con người đừng có giỏi vàng mất lòng tin với chính mình. Thí dụ như mình leo lên cái cây, nửa cây tuột xuống thì chúng ta khởi đầu leo lại, có khi còn lên tới đọt cây. Còn nếu như mình không khởi đầu leo, làm sao mình có cơ hội? Không lẽ mình ôm gốc cây, đúng không? Dù chúng ta có thất bại bao nhiêu lần, chúng ta phải tạo cho mình cơ hội để tiếp tục mà leo thì sẽ đi đến mục tiêu, phải không? Câu này quan trọng vô cùng. Con người đừng bao giờ giỏi vàng cho rằng mình bị bế tắc. Tôi không còn gì nữa cả. Bây giờ tôi đang bị ung thư, tôi đang bị đủ thứ hết. Vợ tôi bỏ tôi rồi, con tôi cũng xa lắm tôi, của cải đều mất sạch. Nó đi mà nó còn lấy sạch của cải luôn. Tôi còn gì nữa đâu thầy? Thì những Đức hỏi, chú còn, còn cái gì? Còn một cái tương lai vô cùng tươi sáng. Trời ơi trời, còn cái gì mà tương lai hả thầy? Đấy, những Đức hỏi chú, trong cuộc đời này của chú, dù chú có vợ, có của cải hết rồi, một ngày nào chú có chết không? Chết. Chú đem cái thứ này theo không? Không. Tương lai mà những Đức chỉ điểm cho chú đó là tương lai gì? Tại sao bây giờ chú không niệm Phật? Đặng chú cầu đến một cái tương lai là thế giới cực lạc. Đó là một cái điểm vĩnh cửu không mất. Sao chú không chọn? Đúng không? Mỗi ngày chú đi sầu não làm gì? Bây giờ người bị bệnh ung thư, ốm nhơm ốm nhách, ung thư ho, bữa nào cũng ung thư bao tử, máu chảy ra để kế bên cái thao, ăn không có được nhiều máu mà ngày nào cũng ho để cái thao bên đây nữa, máu chảy sùm, máu mà chảy sùm, hiểu không? Nhưng mà vừa ho xong máu ọc ra xong thì tiếp tục cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, 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 Phật. Đúng không? Mình có tương lai liền. Bây giờ nằm ở đó ho để chờ chết. Chết là chúng ta đi đọa lạc hả? Tại sao chúng ta không niệm Phật để chúng ta chọn một quốc độ đi về? Người chết đâu phải hết, chỉ là thay cái thân thôi, chỉ là thay cái thân giả thôi, cũng như là bạn mua đồ cũ mấy chục năm. Bây giờ càng mua đồ mới thì phải càng có vốn. Bây giờ chú tạo vốn hay là để chờ không có bộ đồ bạn? Đời này có được bộ đồ thân người, không lẽ đời sau chúng ta lấy bộ đồ của tam đồ ác đạo? Chú vừa chết đi chú có bộ đồ Tây Phương, tại sao chú không niệm Phật? Đó là tương lai tươi sáng đó chứ gì, đúng không? Rõ ràng, đặc biệt. Nên mỗi một người trong cuộc đời này, chồng bỏ chồng chê, vợ bỏ vợ chê, con phế. Con phế mình là con bỏ mình. Như vậy thì sao? Còn Phật không bỏ mình, Phật không bao giờ bỏ mình, nghe chưa? Nên mấy đứa nhỏ nhỏ này nghe này, cuộc đời các con còn nhỏ nhỏ này, các con chưa có gì đâu đúng không? Cuộc đời còn đang phơ phơ, có gì mà buồn thầy ơi? Người ta còn trẻ gì mà kêu người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc, ông thầy ông ngộ thấy ghê. Những đứa con kêu cái con niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà những đứa khuyên cái con hướng về cực lạc. Nghe gì rồi một ngày nào lớn lên có chồng có khi gặp cái chuyện gãy gánh giữa chừng, khổ đau ai biết được. Trong mấy đứa nhỏ này làm gì không có đứa gì, đúng không? Các con đã nghe được rồi, một ngày nào các con gặp sự cố khổ, các con nói ô hôm nay tôi mới nhớ lại lời của thầy tôi dài. Hiểu không? Bây giờ mới nhớ lời của thầy dạy, đúng rồi, bây giờ gieo cái nhân cho các con đó. Gieo cái nhân các con thì sau này các con á, tự nhiên nhớ lại à. Lúc đó nhớ lại, thầy ơi con đã nhớ lời thầy dạy rồi thầy ơi. Thì lúc đó cái chừng những đứa chết queo. Hiểu không? Lúc đó mà cảm ơn quá chạy lên chùa hộ pháp. Thôi, thôi. Chạy vô gặp một chú tiểu nhỏ nhỏ. Chào chú tiểu, xin hỏi thầy Đức đâu rồi chú tiểu ơi? Cô không biết gì sao? Biết cái gì? Thầy chết rồi. Hiểu không? Thì thôi kệ, nhớ lại câu đó, bây giờ cố gắng niệm Phật. Hiểu không? Tất cả con người chúng ta nghe qua những đoạn này nhớ, tuy là nó vui, nhưng đó là những bài học nhắc nhở cả đời của người chúng ta. Dù gặp sự cố gì cũng không nên thất vọng, dù gặp sự cố gì cũng còn hy vọng. Vì sao? Vì chúng ta còn có Phật Pháp. Nhớ nghe quý vị. À, chúc quý vị luôn luôn vui vẻ an lạc nha. A Di Đà Phật. Và hẹn gặp nhau cực lạc nha. Đưa tay lên quay coi. À, đúng rồi. Đưa tay cao lên coi. Tay đẹp quá. Không, thấy quay chưa? Nó cái hội chúng đọc. Đưa lên căn nữa coi nè. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha quý vị. Quay mấy chú. À, thấy đặc biệt chưa? Họ chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.